riêng cái sản phẩm Macano này này thì cái xài như nào ạ? Cái này á là xài có một lần một thôi. Đó là trong một vụ xài một lần thì nó đã là đứng bệnh, thì cái vụ thứ hai là vẫn còn hiệu quả, vẫn còn làm được. Đó là tôi đã từng dùng rồi. Mà dùng rất nhiều rồi chứ không phải là một lần. Đấy, cho nên là bây giờ bà con người ta đang theo cái thuốc này, cho nên là để cho người ta làm. Mà có thằng gì kia là nó thuộc dạng thuốc nước á, là bây giờ của nó là một 1.000 m² của nó phải xử lý mà cỡ là hơn 1 triệu một sào. Nhưng mà chú đã xử lý rồi, xử lý đã lắc rồi nhưng mà vẫn không được. Trong đó, thuốc nước mình xài. Thuốc nước đó. Xài còn như mấy lần chú, mình xử lý mấy lần tất cả. Thì nó là nó quy định là 2 lần. 2 lần nhưng mà mình xài một lần mình thấy nó không đứng là mình không xài nữa. Mà còn cái của mình thì á, cái của mình thì xài.